Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Thư Giải Trí. Thì các bạn ơi, trong năm rồi mình vẫn chưa làm vlog, thì hôm nay mình sẽ làm clip như nào, mình sẽ nướng mực khô siêu ngon và mình sẽ hướng dẫn các bạn nướng mực khô rồi nha. Ta-da! Chúng ta cùng thực hiện nào. Thì nguyên liệu chính của video ngày hôm nay chính là mực khô, tiếp theo là 2 lon bia. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi ngâm mực nha. Bây giờ mình sẽ đổ 2 lon bia vào đây và chúng ta sẽ ngâm mực khoảng 10 đến 15 phút. Bây giờ mình sẽ đổ bia vào đây nha. Ui các bạn ơi. Cái ngâm bia này bị lỗi các bạn ơi. Hôm nay mình xin nướng 20 con mực đi. Và hai ngâm luôn 2 cái lon bia nhá các bạn. Để mình chưa bóc cái bia này bao giờ nha. Sau đó mình sẽ cho 20 con mực vào đây để ngâm nhá. Ui các bạn ơi, da to chắc đó. Người ta ghim luôn hết chỗ này. Các bạn biết đây bao nhiêu con này, các bạn đếm một đếm. Sao nước mình về sao nước cái con mực này nó không dính vào nhau các bạn ạ, như kiểu nó đang ôm nhau. Có vẻ như được rồi đấy các bạn ạ, chắc là mới chưa được của nhau nhỉ. Ừ, đúng rồi, mới chưa được. Sao bây giờ mình ngâm chưa? Ê. Ok, thế thì các bạn ơi, như đã đủ 20 con rồi đấy. Các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ngâm trong khoảng 10 phút các bạn ạ, 10-15 phút các bạn nhé. Ok các bạn ơi, sau 10 phút mình ngâm mực thì mình sẽ gấp mực ra đây nha. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nha. Nên là mình không thích tua nhanh nha. Mình gấp những 2 con nhanh nhanh. Mình thấy một hơi thơm các bạn, sống hơi thơm ở đấy thì mình nướng các bạn. Ok, sau khi mình gấp xong rồi mình sẽ cho vào nò nướng để nướng nha. Bây giờ cho nò nướng thì cho mình sẽ cho nhiệt độ là 170 và mình sẽ nướng trong vòng khoảng 5 phút nha. Các bạn. Cho vào đây. Cho vào đây. Mình sẽ nướng từng cái một các bạn. Từng con một. Ủa
Ô, con này dính, con này đúng rồi. Không sao mới đi. Con này dính rồi. Nhìn lại thích nào. Ok, mình đã cho hết mực vào đây rồi. Vì mình sẽ chia thành hai mẻ vì nó nhiều quá, không đủ chỗ. Nên là các bạn xin để đấy nha, mình sẽ cho vào nữa. Mình cho khoảng 5 phút. Ok các bạn ơi, mình mực đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra và xin chúc mừng nướng mẻ thứ hai nha. Các bạn nhớ hấp dẫn chưa? Ok, bây giờ mình cho mẻ thứ hai nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nướng mẻ thứ hai nhá. Mới có mấy con nó cứ dính vào nhau mà. Bây giờ mình cho vào muối tiếp tục nha. Đây là thành quả sau khi mình đã mới mừng xong. Bây giờ mình sẽ thưởng thức và mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào các bạn. Bye bye.